Hello, xin chào tất cả mọi người, và lại là mình Phong Cận TV đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi Minecraft. Nhưng không phải là Minecraft bình thường, mà là Minecraft ngày tận thế. Có nghĩa là cứ mỗi một phút thì sẽ có một tai họa ngẫu nhiên xảy ra trong lúc bọn mình đang sinh tồn để phá đảo game. Ví dụ như là bị bom nổ chẳng hạn, hay là bị thiên thạch rơi, hoặc là bị độc, vân vân, và có rất là nhiều những tai họa khác sẽ xảy ra. Nhưng chơi một mình thì rất là chán, nên video này mình sẽ chơi cùng với Siro, Kamui và Sammy nha. Và các bạn hãy cùng đoán xem liệu bọn mình có vượt qua được thử thách này hay không nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình để có thể đón xem những video mới nha. Cảm ơn các bạn, còn bây giờ thì bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với Minecraft ngày tận thế nha các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ cho bạn thấy Minecraft ngày tận thế có nghĩa là như thế nào đây. Wow, mình sẽ gọi là à, Phong ơi, một bảo vệ tôi. Phải bảo vệ tôi. Ôi. Đó, mấy bạn thấy gì không? Vừa rồi chính là Minecraft ngày tận thế đó. Đó mấy bạn, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cứ mỗi một phút quá thì chúng ta sẽ gặp một cái sự kiện gì đó ở trong Minecraft, và nhiệm vụ chúng ta là phải sinh tồn trong cái thế giới tận thế này. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hồi nào. Let's go. Ủa mà sao Sam lại quýnh tôi sao? Ông làm tôi nổ banh xác. Tôi đứng được không? Ông bảo tôi bảo là ông bảo vệ tôi đi, mà sao ông bảo vệ tôi mà tôi banh xác nè? Cái đó là do bà, do bà. Cái đó là do bà chạy lại gần tôi. Ui, thằng rơi, chạy. Oh my god. Sao em chết queo rồi. Oh no, thiên thạch rơi nhiều quá, em không kịp chạy xuống nước luôn anh ơi. Oh no, thiên thạch rơi nhiều quá, em không kịp chạy xuống nước luôn anh ơi. Em mới vừa bị chết trước ngay vũng nước luôn mọi người ạ. Cay thật sự. Bây giờ như này, kiếm sắt xong kiếm cho mình một số nước. Ui, nó đắt đồ cho mình, Tôi đi dắt. Thiên thạch rơi đắt đồ, mọi người đi vòng vòng, mọi người kiếm. Em có cái mục kim cương rồi nè. Ok, bây giờ mình phải đi đào gỗ để đi mai lấy đồ bạn ơi. Ây, thiệt luôn á, đúng là Minecraft ngày tận thế chưa gì vô cái là chết queo mấy chục lần. Ui trời ơi. Kẹo à. Ui, ốp kì vậy. Bỏ cung rồi gì xong. Ai không đi chậm. Trời ơi trời. Em thì em đang bị hiệu ứng là bay lên trời mọi người à. Trời ơi. Ốp Superman. Nước hồ bơi, tôi đừng chết, tôi đừng chết. Ôi trời ơi, em đang bay cao mọi người ơi, mà hiện tại em chưa xuống dưới được, có ai cứu em với. Em có nước chưa? Em bay giờ em làm gì có nước trong người mà bay. Ui, thạch rơi. Ui, rồi. Ui, thiên thạch rơi chứ phải là tôi rơi đâu. Trời ơi, bây giờ mình nghĩ rằng là để có thể giết được con rồng trong cái thế giới gọi là tận thế như thế này, cái bộ hơi mệt đó bạn ơi, khó lắm trời ơi. Giết rồng thôi, tôi tự sinh tồn ấy chứ, giết rồng sao giết được. Giết rồng dễ mà. Quan trọng là cái giai đoạn là đi tìm xuống chỗ rồng thôi. Đấy squad vậy. Ui, dịch chuyển ngẫu nhiên, trời ơi, tôi bị dịch chuyển đi đâu vậy? Ủa, tôi hay đổi vị trí ai vậy? Ủa gì vậy? Sao tôi bằng cái chỗ cũ vậy? Hai người của chính mình đó. Sao tôi đổi chính mình vậy? Ủa, mọi người có đồ mà. Mọi người đào than ở trong đây là nó sẽ ra random đồ cho mình nha. Vậy hả? Đào than, đào than. Ui em đào than được quá trời đồ xịn luôn nè. Wow. Đào than đâu? Than ở đâu ông tự đi mà kiếm hỏi tôi. Em đang bị một cái hiệu ứng. Em tôi kiếm được. Gì vậy? Sao anh đào than anh kiếm được vật phẩm là than vậy? Anh chanh xui đấy, chanh xui. À, vậy thiên thạch nổ với cục than nó mới ra item chứ không phải là thiên thạch rớt có item. À, trời ơi. Thạch rồi chục rớt rồi, đúng rồi mày, cục than rồi rớt đây nè. Ui, kim cương, em kiếm được 5 kim cương. Trời ơi, xịn. Em sẽ làm cho em một cái cây rìu kim cương đây. Ủa khoan từ, tại sao mình lại không? No. Một người chơi sẽ bị nổ bất kỳ. Rồi, xin đâu bị nổ rồi. Tạm biệt mẹ đi xa nhé. Ôi trời, tôi chết đâu nè mọi người. Ai biết. Tao chỗ nào cũng giống nhau nè mọi người. Ôi trời ơi. Ai ơi. Biết. Ui, cái gì vậy? Ai biết. Ui, cái gì vậy? Ôi mọi người ơi, ở trong đây khi mà chúng ta giết động vật là chúng ta sẽ bị hiệu ứng nha. Giết động vật là sẽ bị hiệu ứng á. Ồ, đây là hiệu ứng hồi máu nè. Hình như là một người đào là cả đám được á. Mọi người tạm thời bình tĩnh, đừng giết động vật sớm quá, không thôi tí nữa nó ra hiệu ứng xấu là chết cả team á. Trời sao mọi người có hiệu ứng tôi bị rút. Vậy? Bây giờ để an toàn thì anh thiết nghĩ là chúng ta nên đào xuống dưới đi không, để chúng ta tránh mưa thiên thạch. Em thì hiện tại giờ em đang bị hiệu ứng nhức đầu anh ơi, em nhức đầu quá. Anh đang chơi chiến thuật âm đào, tiếp xuống đó nè. Ui, netherite. Wow, được cái khối netherite nè, mình sẽ chế cho mình bộ giáp netherite mọi người ơi. Cái bùi đã rơi quá mạnh xuống đất. Phần nữa khổ làm anh cái gì trời. Núi lửa sẽ phun trào ở hai người chơi bất kỳ à. Hả lại vậy? Tại một chỗ người chơi ở đó sẽ có một kiểu lava. Xuống nước. Ok, trời ơi mọi người kiếm được đồ gì xịn chưa? Em kiếm được quá trời đồ xịn rồi nè. Nào là gì, kiếm kim cương nè, rồi giáp kim cương. Thề một tất quá chị ơi.
Rồi sao rồi đâu? Đã nghèo rồi mà còn nấu banh chanh là ai chơi? Ui, ui, có người chết ở đây, có người chết ở đây. Đừng đừng ở đây đồ. Ơ đâu có mình đi. Đừng có tôi đừng. À, may quá, trời ơi, may mà mình có di chuyển à, mình không di chuyển là quả đó mình chết rồi. Ôi, từ nãy giờ em vẫn đang tích cực đi đào khoáng sản để gọi là chế tạo đồ mọi người ạ. À. Em sẽ là người giết đồng đầu tiên. Em cái giường còn làm gì không? Ở giường giữ. Ê đây, Phong cũng kiếm được mấy cái giường nè. Đây, tôi có hai cái giường, tôi bỏ cái rương chắc nè. Ờ vậy là trong đây là chơi solo giết đồng chứ không phải là chơi anh em tình thương mến thương à? Hả, anh em tình thương mến thương chứ, solo giết đồng làm gì trời. Hai quả táo vàng enchant. Ủa là sao? Ê, tôi còn mấy cái TNT đó mọi người. Quẩy đây mọi người. Chị có cái hồi sinh. Ôi trời ơi, em có 3 cái luôn rồi chị. Em kiếm được 3 cái luôn rồi nè. Trời, ta đã đầu gỗ sướng ghê rồi, kim cương đúng là ok rồi. Cái cây kiếm này của mình hiện tại là nó có gây cháy nè. Mình sử dụng cây kiếm này để mình giết mấy con cù, mình kiếm thịt ăn coi. Hello. Ai vậy? Siro nè. Anh nè. Siro bị nổ nãy giờ mấy lần. Siro cay cay. Bây giờ tàn TNT nó tàn nó hiện bên chỗ mình không à? Ủa rồi anh chết chỗ nào vậy đâu? Cái món nào nó cũng mất cho mình, cái món nào nó cũng còn lại trừ cái quần. Ủa bây giờ anh xuống dưới địa ngục để anh lấy mắt N hả? Ừ. Rồi bật lửa lên nào đâu? Đi vô nào. Let's go. Hồi chị em cứ ở trên đó kiếm đồ. Trời cái gì đó. Ui trời ơi. Mày làm cái sao vậy? À? Ok bây giờ em sẽ mang cái cánh vô đem bay vô bên kia. Rô cần cánh không? Bên kia. Ui, TNT nổ kế bên người. May quá bạn ơi, TNT vừa mới nổ kế bên người mình là mình bị rơi xuống, mình có cái cánh thì mình bay qua đây luôn. Trời không thôi là mình chết rồi, phải rồi thật. Bên đây Phong ơi, bên đây Phong ơi, Phong rồi, Hả? Em bị rơi xuống dưới rồi, anh đâu? Anh ở trên đây nè, bây giờ anh tìm được cái mission này nè. Ui, may quá cái thiên thạch nó không rơi nhiều nhỉ. Ui trời, em cứ tưởng là mình xuống dưới địa ngục là mình có thể né được mấy cái ngày tận thế chứ ai dè đâu vẫn bị. Ui trời ơi. Ôi biết sao không? Bây giờ mà muốn né được mấy cái kiểu TNT cái thứ đồ á phải full giáp bảo vệ vào. Không, em full giáp bảo vệ nè, trên hồi nãy nổi em đâu chết đâu, em chỉ bị gọi là bị rơi. Không, em full giáp bảo vệ nè, trên hồi nãy nổi em đâu chết đâu, em chỉ bị gọi là bị rơi. Tại sao mà dịch chuyển mới xong? Trời ơi. Rơi hả? Làm đâu? Ông ơi, anh biết đường đi của cái Payson đúng không? Nhưng mà giờ sao nó ngồi đó với em rồi, giờ anh biết chỉ em đi kiểu gì? Ông ơi, tôi đi nè, chạy cái đồ lồm nó ghê, tôi với đang không có gì. Hello Sam. Trời ơi, gặp thằng Sam rồi, đây Sam rồi đây. Cho cái gậy đi, cho cái kia đi, cho cái hồi sinh đi cho chắc. Gì vậy? Thạch ơi. Không sao, sao? Sao cảm giác tội cao mui thế hả? Cao mui ngồi trên đứng không có mà. Không sao, mình chống chọi được. Các bạn cứ yên tâm, mình chống chọi được. Nè sao? Có cái hồ sơ không cho tôi xin? Cho cái chim. Ok, giờ mình vô trong cái gì ta? Vô trong cái lâu đài địa ngục nè bạn ơi. Lâu đài địa ngục của mấy con heo, vô lấy đồ mới được. Thôi tìm đi. Dạ, tạm biệt các bạn. Mày quá, mình có full bộ giáp cho nên không sao. Bây giờ tôi chưa bị nổ phát nào luôn á. Bây giờ muốn đào vàng cho mấy con bitling đó là em phải đi tìm mấy cái chỗ tụi nó giấu vàng, em lấy vàng ra. Đây vàng đây, em kiếm được vàng em rồi đây. Vàng ở đâu? Mấy khối vàng luôn anh ơi, mấy khối vàng luôn, không phải một khối nữa anh ơi. Em ơi. Em thấy mấy con heo nè, để em qua em đổi đồ đó. Trời thiên thạch ơi đó hả? Cảm ơn đã gào thét. Nè đổi đồ nè. Nè đổi đồ được rồi, tôi chưa đổi đồ mấy con heo đấy, hơi không biết. Nè Sam cầm mấy cục vàng Sam lại Sam chọi cho mấy con heo á, mấy con heo nó coi xong rồi nó trả đồ cho Sam. Rồi ok bạn ơi, và sau gọi là gần gọi là 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng mình với Siro tất cả mọi người cũng đã kiếm được một ít gọi là mắt Ender nè, khoảng 13 cái đủ không ta? Hình như 12 cái đủ rồi đúng không? Phong ơi cho tôi cái hồi sinh đi, tôi mất cái hồi sinh rồi. Phong còn không? Có một cái à. Ok rồi bây giờ nè Siro, anh là người chuyên gia đi giết rồng, hãy cầm lấy ngọc Ender gì mắt Ender và đi giết rồng đi anh. Đi. Cả mui qua đây em cho đồ nè mui. Qua đây. Ơi. Cả mui nghèo nàn quá. Nè, giáp nè. Cái trong hồ khá xa nha. Có nhiều đó đồ à. Đây cho chị thêm 2 quả táo vàng nữa nè, coi như là gọi là nhiều lắm rồi đó, không còn nhiều hơn đâu. Hết tình nghĩa rồi đúng rồi. Ôi trời ơi, đang đi mà gặp thiên thạch, má ơi, chết tôi rồi. Nào, không đọc. Chui xuống nước. Em chui xuống nước kịp, may quá em chui nước kịp. Ui. No, em lừa chị luôn, chị ở nước nè. Đó là xuống nước á, thì để nó giảm thiểu cái đam thôi, mọi người vẫn phải đào xuống đất à. Ok, thôi được rồi, bây giờ mình đi tiếp đi, may quá em...
May mà em còn táo vàng không thôi, Pháo em chết rồi. Ok, cuối cùng cũng đến nơi rồi, chỗ này Pháo luôn. Ai có sẵn không? Ai có sẵn không? Đây đây, em có sẵn đây. Đây, sẵn, sẵn, xịn, sẵn kim cương nhá. Coi chừng hết hơi nha, coi chừng hết hơi chết nha. Cà mùi trắng tay, cà mùi khó gì hết. Này có kem như nước. Oh no, tôi bị ngạt thở. Cố lên nha mọi người, tôi luôn ủng hộ mọi người. Tôi sẽ hôn rồi. Đây, rồi, ok em xuống rồi nè. Dạ, ok mọi người xuống mọi người ơi. À, thấy cái cổng rồi mọi người. Thấy cái cổng rồi. Đi qua chỗ rồi, đi qua chỗ rồi. Tôi thấy cái cổng rồi. Ok, rồi, chúng ta cùng nhau qua nào. Trời ơi. Cà mùi đâu? Cà mùi đâu rồi? Nè, cà mùi đi. Vào đi, không bơm nó ra gì vậy? Nè nè, cho cà mùi bộ giáp nè, đó. Là mấy mùi. Đặt nha. Thank you. Ok. Ok vậy. Đó vị trí. Let's go. Coi chừng con rồng nó nhào vô tấn công nha. Chạy lên trên nhanh lên. Ok. Rồi cuối cùng cũng đến được chỗ giết rồng rồi. Con rồng kỳ này mày chết mẹ tao. Tao mệt mày lắm luôn á, tao thầy. Con rồng kìa. Đây mấy bạn coi Dream nè. Mấy bạn coi Dream đây, mình sẽ đặt giường. Sẽ luôn Dream nào anh em. Cầm số chơi mọi người. Mọi người qua đây đứng. Đừng đứng ở đây. Con rồng. Con Enderman bắt chạy. Phải phá hủy mấy cái hôi máu của nó đã. Không cần. Tôi nghe không cần. Không cần, tôi nghe không cần. Ôi Oh my god. No. Oh no, mất hết đồ của tôi rồi anh em ơi. Trời ơi, đồ của tôi. Bây giờ bọn mình tự xét đi kiếm giường đi, ok. Đây. Mọi người có giường cho tôi tìm được 2 cái giường này. Ôi trời ơi, tôi có 5 cái giường, 6 cái giường mọi người. Đây, ok. Đi giường đây. Ủa khoan, đưa em một tổ chân sinh nhanh. Nhanh lên. Em giết rồng, trời ơi. Giết được con rồng là win, mấy ông không giết tôi giết. Để tôi, con rồng đứng lại. Đang bay vào đất lại. Ây da, đứng. Con rồng win phát nữa, mau ơi. Thôi, mình đứng mình chờ con rồng luôn. Tôi không ra ngoài, tôi đứng gì đó, này mà đứng chờ con rồng luôn. Tao đứng tao chờ mày luôn nè rồng, tao không thèm đi ra ngoài, tao đứng tao chờ mày luôn nè. Ba này nó mà vô là nó chết chắc, vô đi mày. Nó làm gì vậy? Nó vô kìa. Yes. Vậy là cuối cùng thì bọn mình bao nhiêu thời gian thì bọn mình cũng đã giết được con rồng trong cái thế giới mất chạy này. Tận thế. Cái này là thế giới mất chạy của chứ thế giới tận thế gì chị, nó chơi mất chạy vậy sợ quá trời. Ok bạn ơi, vậy là coi như bọn mình đã giành được chiến thắng giết được con rồng rồi nha. Ok, hết thử thách. Kết thúc video tại đây. Bye bye. Không chơi nữa. Dẹp. Kết thúc. Bye bye. Bye.